Ngày vàng phát tài lớn nhất, Bính Thân 1956, đúng rằm tháng 4 âm lịch, phận trời ưu ái, tiền tài tăng nhanh. Kính thưa quý vị khán thính giả tuổi Bính Thân đang theo dõi video giải đáp vận mệnh 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Phát Tài của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, chúng ta vất vả lo toan mưu sinh trong cuộc sống với mong cầu có được một hoàn cảnh sống tốt hơn, cuộc sống vật chất thoải mái hơn, khiến cả đời dấn thân vì điều đó. Tiền bạc vốn là vật ngoài thân, thế nhưng từ xưa đến nay, những người vì tiền mà dẫn thân chỗ hiểm lại nhiều không sao đếm xuể. Rốt cuộc tiền bạc đến từ đâu, bản chất của vận mệnh là gì? Trong video ngày hôm nay, mời gia chủ tuổi Bính Thân sinh năm 1956 cùng đi tìm hiểu vận hạn đúng rằm tháng 4 âm lịch của mình. Xem rằm tháng 4 âm sẽ mang tới những điều bất ngờ nào với con giáp ngay sau đây nhé. Tử vi rằm tháng 4 năm 2024 tuổi Bính Thân âm lịch trên phương diện sự nghiệp. Rằm tháng này cho thấy bạn khá bốc đồng hay mất kiểm soát, tránh ra quyết định quan trọng kẻo sau này bản thân lại hối hận. Âm sát chủ về âm mưu, gian trá xuất hiện trong rằm tháng 4 cho thấy bạn chớ vội tin những lời ngon ngọt của ai đó, nếu không sẽ vướng vào những rắc rối do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian công sức. Tương phá xuất hiện rằm tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Hãy dự đoán những rủi ro trước khi bắt đầu bất cứ việc gì và đừng chia sẻ quá nhiều bí mật dự định của bản thân cho người khác. Bạn sẽ tránh gặp phải những tình huống rắc rối về sau này. Chính tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong rằm tháng 4 âm lịch này. Nguyệt lệnh mộc dục cho thấy bạn hào phóng, có xu hướng trưng diện cho mình về vật chất, vì thế tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua. Nhìn chung theo tử vi, rằm tháng mới công việc bấp bênh, chưa vững chắc, thường có sự thay đổi, làm cho đương số cảm thấy bất an trong lòng. Sau đây là phần luận giải chi tiết. 1. Tử vi sự nghiệp tuổi Bính Thân rằm tháng 4 năm 2024. Xem tử vi rằm tháng 4 2024 tuổi Bính Thân âm lịch, phương diện sự nghiệp có thể sẽ không được suôn sẻ như những gì bạn mong muốn. Thế nhưng khó khăn đôi khi là điều không tránh khỏi và bạn vẫn phải kiên trì tiến bước. Cho dù bản thân là người có năng lực và công sức được ghi nhận, nhưng vẫn thi thoảng xảy ra những lỗi ngớ ngẩn hoặc hay bị những kẻ thù ghét chọc ngoáy, khó có thể yên thân để tập trung làm việc. Doanh nhân tuổi Bính Thân có thể bắt đầu áp dụng những ý tưởng vẫn ấp ủ. Đây là thời điểm rất tốt để khai trương, ra mắt sản phẩm mới, mở hướng đi mới hay áp dụng những phát kiến mới. Khởi động một việc gì đó thì sẽ vẫn có những trở ngại, thế nhưng nó thúc đẩy bạn phải phát triển nhanh, hoàn thiện các kỹ năng của mình để đáp ứng nhiệm vụ. Nhìn chung đó là lúc bạn được trưởng thành nhanh nhất. 2. Tử vi tài lộc tuổi Bính Thân rằm tháng 4 năm 2024. Tử vi rằm tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, tài lộc của tuổi Bính Thân đã có những chuyển biến tích cực, thế nhưng có dấu hiệu cho thấy tiền vào không ít nhưng tiền ra cũng nhiều, đòi hỏi bạn phải cân đối lại chi tiêu. Có thể vì bạn thích tự thưởng cho bản thân vì sự vất vả của mình trong thời gian qua, thế nên mua khá nhiều món đồ và hầu hết trong số chúng không mang lại cho bạn niềm vui lâu dài. Bản mệnh cũng nên thận trọng hơn trong làm ăn, cho dù cơ hội hiện tại rất tốt, khá dễ kiếm tiền. Nhất là thiên đức hỗ trợ để bản mệnh phát tài phát lộc. Bạn phải có cái nhìn vừa tổng thể vừa chi tiết về việc kinh doanh, nếu không sẽ xảy ra tình trạng vẫn bán được hàng nhưng lại bị lỗ. Khi cố gắng tham gia các chương trình khuyến mãi và chi phí vận chuyển tăng sẽ khiến bạn bị thất thoát tiền không nhỏ. Trong khi đó, người làm công ăn lương không nên chi số tiền lớn để mua sắm những món đồ đắt tiền xa xỉ. Nếu mua món đồ công nghệ hoặc trang thiết bị đắt tiền trong nhà, thì bạn nên có kế hoạch từ sớm và chia nhỏ mục tiêu của mình để không bị gánh nặng. 3. Tử vi gia đạo tuổi Bính Thân rằm tháng 4 năm 2024. Tử vi rằm tháng 4 2024 tuổi Thân âm lịch, do ngũ hành xung khắc nên có thể xảy ra căng thẳng giữa các thành viên trong gia đình.
Thời gian này đối với căng cằm vợ chồng, cãi cọ cũng có thể bủa vây cuộc sống gia đình, ảnh hưởng tới quan hệ vợ chồng hay quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Thực ra chuyện gì cũng có lý do của nó, bạn chớ tức giận hay tranh cãi mà nên bình tâm suy nghĩ. Đừng bỏ ngoài tai lời góp ý của những người yêu mến bạn. Tuy quyết định cuối cùng vẫn thuộc về bạn, nhưng xem xét vấn đề từ nhiều góc độ giúp đưa ra lựa chọn chính xác hơn. Tương phá xuất hiện ngày rằm cũng là tác động tiêu cực khiến người có con cái còn độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần khuyên con cháu học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. 4. Tử vi sức khỏe tuổi Bính Thân rằm tháng 4 năm 2024. Xem tử vi người tuổi Bính Thân có thể quan tâm tới việc chăm sóc sức khỏe nhưng đầu tư sai cách. Bạn nên học cách phân tích thông tin nếu không muốn có quyết định sai. Âm san chủ về âm mưu nên có thể những lời khuyên cải thiện sức khỏe ở hiện tại có thể là vì mục đích người ta bán hàng kém chất lượng. Mua sản phẩm quan trọng như mua thuốc, bạn cũng phải cẩn trọng kẻo mua phải đồ giả. Ngoài ra, thời điểm rằm tháng 4 âm lịch này, lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt là gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận. Mùa hè nắng nóng khi làm việc dưới nắng gắt lâu sẽ có hại cho sức khỏe. Việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, quá nhiều tia UV cũng sẽ dẫn đến bị cháy nắng, nếp nhăn, lão hóa da sớm và tăng nguy cơ ung thư. Các tia có hại từ mặt trời còn gây nên các vấn đề về mắt, tổn thương ở mắt có thể là tức thời hoặc lâu dài sau khi hấp thụ tia UV có trong ánh sáng mặt trời. Ở mi mắt, ánh nắng có thể gây nên một số loại u mi, đặc biệt là ung thư mi như ung thư biểu mô tế bào đáy, ung thư biểu mô tế bào vẩy và u hắc tố ác tính. Ngoài ra, nếu tiếp xúc với nắng nóng sẽ làm cơ thể ra nhiều mồ hôi, gây mất nước, điện giải, dễ dẫn đến rối loạn chuyển hóa, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt. Để phòng tránh bệnh mùa nắng nóng cần thực hiện các nguyên tắc sau. Cần hạn chế đi ra ngoài đường, ngoài trời nóng khi không thật cần thiết. Nếu bắt buộc phải đi ra đường ngoài trời nắng nóng thì phải đội mũ, mặc quần áo, đeo kính, mang khẩu trang để chống nóng. Cần uống nhiều nước, đặc biệt là những người lao động ở ngoài trời. Mất nước nhiều nên uống bổ sung nước chanh hoặc nước muối pha loãng, nước pha ozone. Tuy nhiên không nên uống nhiều nước đá hoặc nước quá lạnh, dễ gây viêm họng. Lưu ý không để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp, không để quạt thổi trực tiếp vào người để đề phòng bệnh đường hô hấp. Cần thực hiện ăn chín, uống chín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Người dân cần uống đủ nước, tăng cường dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả để đảm bảo đủ vitamin nhằm tăng sức đề kháng của cơ thể. Khẩu quyết, các kế hoạch dễ rơi vào tình trạng trì trệ tinh thần làm việc xuống thấp. Quý nhân, ngọ, tỵ, tiểu nhân, thìn, tuất, màu sắc may mắn, trắng, xanh, số may mắn, 849845. Trên đây là bói mệnh chi tiết ngày rằm tháng 4 năm 2024. Tiếp theo chương trình là bói mệnh chi tiết con giáp tuổi Bính Thân, sinh năm 1956, tử vi trọn đời và vận số. Đối với nam mệnh, nam mạng Bính Thân, cung khôn, trực khai, mạng sơn hạ hỏa, lửa dưới núi, khắc thích lịch hỏa, con nhà xích đế, cô quạnh, xương con khỉ, tướng tinh con quạ, Phật bà quan âm độ mạng. 1. Tổng quan tử vi nam mạng Bính Thân sinh năm 1956. Xem tử vi thấy rằng những người tuổi Bính Thân nam mập nhiều điều phiền muộn vào tiền vận nhưng bước sang trung vận sẽ gặp nhiều may mắn, hậu vận sẽ được hưởng an nhàn, hạnh phúc. Những người này có số được hưởng thọ từ 71 đến 79 tuổi. Nếu ai ăn ở hiền lành, tích nhiều phúc đức thì tất nhiên được tăng kỷ. 2. Tử vi đường tình duyên. Chuyện tình duyên của những người Bính Thân nam mạng có thể chia thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào các tháng 2, 3 và 9 âm lịch thì cuộc đời sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên. Còn những ai sinh vào các tháng 4, 6, 7, 8, 10 và 11 âm lịch thì chuyện tình duyên sẽ thay đổi 2 lần trong cuộc đời. Chuyện tình duyên sẽ không có sự thay đổi nào, vợ chồng chung sống hạnh phúc đến trọn đời nếu bạn sinh vào các tháng 1, 5 và 12 âm lịch. 3. Gia đạo và sự nghiệp.
Về gia đạo của những người tuổi này thì tiền vận có nhiều rối ren, trung vận nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Chỉ đến khi bước sang hậu vận mới được hưởng ấm no hạnh phúc. Từ trung vận, những người tuổi này có nhiều cơ hội và thuận lợi để phát triển sự nghiệp. Nhờ đó sự nghiệp nhanh chóng vững vàng, tài lộc cũng từ đó mà ngày càng vượng phát. 4. Xem tuổi hợp làm ăn, tuổi vợ chồng. Tuổi hợp làm ăn. Những tuổi hợp với bạn về đường tài lộc sẽ rất thích hợp để bạn hùn hợp làm ăn, vừa tránh được những rủi ro, trở ngại mà công việc lại vô cùng thuận lợi. Thu về nhiều tài lộc, đó là các tuổi Đinh Dậu, Canh Tý và Quý Mão. Lựa chọn vợ chồng. Đinh Dậu, Canh Tý, Quý Mão, Ất Tỵ, Quý Tỵ và Giáp Ngọ là những tuổi vừa hợp với bính thân nam mạng về đường tình duyên lẫn đường tài lộc. Khi kết duyên với những tuổi này, hai bạn sẽ có cuộc sống no đủ, không phải phiền muộn suy nghĩ về bất cứ vấn đề gì. Tuổi Đại Kỵ, Kỷ Hợi, Tân Sửu, Đinh Mùi, Tân Hợi, Quý Sửu, Ất Mùi và Kỷ Sửu là các tuổi đại kỵ với tuổi bính thân nam mạng của bạn. Nếu bạn hùn hợp làm ăn hay kết mối lương duyên với những tuổi này thì công việc của bạn sẽ gặp thua lỗ, hao tổn, tình duyên giang dở. Nếu gặp phải tuổi Kỵ trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn cũng nên tránh đi, sẽ đỡ phải gánh lấy sự thất bại. Bạn vẫn muốn nên duyên với những người tuổi này thì không nên tổ chức rầm rộ, chỉ cần mâm cơm ra mắt mọi người thì may ra mới sống được với nhau đến cuối đời. Còn nếu đã chót lỡ hợp tác với người Kỷ tuổi thì phải tùy theo sao hạn của từng năm mỗi người để cúng giải hạn, sẽ giảm bớt được phần nào tai họa. Tất cả đều phải thành tâm, nếu không hạn sẽ chồng hạn. 5. Năm khó khăn nhất. Vào các năm 24, 26, 28 tuổi, bạn sẽ gặp rất nhiều trắc trở trong tất cả mọi việc. Bạn cần cẩn thận tai vạ bất ngờ hay hao tiền tốn của. Những việc trọng đại bạn nên tránh thực hiện vào những năm này sẽ không gặp thất bại hay tiêu tốn tiền của vô ích. 6. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Những người tuổi này nên xuất hành vào giờ chẵn, tháng chẵn và ngày chẵn thì công việc làm ăn sẽ thuận buồm xuôi gió, thu về nhiều lợi nhuận, mưu sự ắt thành. 7. Vật phẩm phong thủy hợp nhất. Tuổi bính thân 1956 được Phật Như Lai Đại Nhật hộ mệnh. Nếu chăm chỉ làm việc thiện, đồng thời mang mặt Phật, bản mệnh Như Lai Đại Nhật bên mình thì sẽ được Đức Phật che chở, dẫn đường chỉ lối, chứng giám việc tốt đã làm. Như vậy phúc đức muôn đời để lại cho con cháu, cuộc sống gặp nhiều vận may, sức khỏe dồi dào, tuổi thọ kéo dài. Tuổi bính thân 1956 mệnh hỏa nên chọn mặt Phật làm từ đá mã não đỏ, hành hỏa là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra có thể chọn mặt Phật đá thạch anh xanh, hành mộc, bởi vì mộc sinh hỏa cũng rất tốt cho bản mệnh. 8. Diễn biến tử vi năm tuổi bính thân 1956. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi. Vào năm 20 tuổi, chuyện tình cảm có nhiều triển vọng, nhưng cần chú ý nhiều hơn đến công việc làm ăn, sẽ tránh được mất mát về tiền của. Những năm còn lại mọi sự bình thường, không có gì quan trọng xảy ra. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi. Năm 26 tuổi, công danh sự nghiệp có nhiều cơ hội thuận lợi, tài lộc dồi dào. Năm 27 tuổi, những ý tưởng đột phá trong công việc sẽ mang lại nhiều thành quả bất ngờ. Cuộc sống và chuyện làm ăn của bạn sẽ gặp nhiều may mắn vào năm 28 tuổi. Bạn có hạn nhẹ vào tháng 10 năm 29 tuổi, cần cẩn trọng trong chuyện tiền bạc. Đến năm 30 tuổi, mọi sự có nhiều bất lợi cho bạn, khó tránh hao tiền, mất bạc. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi. Năm 31 tuổi, mọi việc đều dừng ở mức khá. Vào năm 32-33 tuổi, những việc tưởng chừng nhỏ nhưng sẽ mang nhiều kết quả tốt đẹp cho bạn. Chớ vung tiền vào những dự án lớn vừa không thu được kết quả, lại mất công tốn của. Năm 34-35 tuổi, cần cẩn trọng trong mọi việc, nhất là công việc và chuyện tiền bạc. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, 36-37 tuổi, mở rộng kinh doanh hay triển khai các dự án lớn, tiền bạc sẽ chảy như nước vào túi bạn. Năm 38-39 tuổi, công việc ở mức khá, chuyện tình cảm có chiều hướng đi lên. Đến năm 40 tuổi, không có biến cố nào quan trọng xảy đến. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, đây là khoảng thời gian khá viên mãn của bạn, mọi chuyện đều suôn sẻ thuận lợi,
gặp nhiều điều tốt đẹp. Bạn có hạn vào năm 42 tuổi, nên thận trọng trong mọi việc sẽ tránh được những hao tổn không đáng có. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, mọi việc ở mức khá vào những năm này. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế xuất tiền bạc cho các chuyện làm ăn nếu không muốn chúng ra đi mà không quay trở lại. Gia đạo êm ấm vui tươi. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, bạn cần chú ý giữ gìn sức khỏe vào những năm này để không phải ghé thăm bệnh viện thường xuyên và tiền bạc cứ thế ra đi. Bạn cũng không nên đi xa trong khoảng thời gian này, vừa không thu được kết quả lại rước tai vạ vào thân. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, nhiều điều hay đẹp trong chuyện tình cảm sẽ đến với bạn vào thời gian này. Bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình cũng như sức khỏe của mình sẽ tốt hơn nhiều. 9. Khai quan tử vi trọn đời, nam mạng Bính Thân 1956. Đoán xem số mạng tuổi này, Bính Thân mạng hỏa, cung khôn rõ ràng. Tuổi sinh xuân hạ gặp thời, giàu nghèo cũng đặng, an nơi thanh nhàn. Thu đông lỗi số chẳng an, có của cũng cực, lưng mang quần dài. Hạn xưa chưa được hanh thông, như thuyền trôi dạt không phương bến bờ. Số trời định những bao giờ, tài ba vận mạng chờ ngày phát sinh. Một đời tài sắc phong danh, đến khi vận giữa lần lần nối theo. Ra ngoài kẻ quý người yêu, đắc tài đắc lộc còn nhiều hạn sau. Bên cạnh đó là nữ mệnh. 1. Tổng quan tử vi nữ mạng Bính Thân 1956. Cuộc đời của những người tuổi này gặp nhiều điều hay đẹp, được hưởng Phật phúc phần nên công danh sự nghiệp nhanh chóng được tạo dựng. Gặp nhiều thuận lợi vào tiền vận, sang trung vận tài lộc dồi dào, đến hậu vận được hưởng an nhàn. Số hưởng thọ của những người tuổi Thân nữ mạng là từ 76 đến 82 tuổi. Nếu ai sống tốt, làm nhiều việc thiện, tích phúc tích đức, niên kỷ sẽ được gia tăng. 2. Tử vi đường tình duyên. Đối với những người tuổi này mà sinh vào các tháng 3, 8 và 10 âm lịch thì cuộc đời ăn phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên. Tình duyên sẽ thay đổi 2 lần trong cuộc đời khi bạn sinh vào các tháng 2, 4, 7, 9 và 11 âm lịch. Còn nếu bạn sinh vào các tháng 1, 5, 6 và 12 âm lịch thì không có sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên của bạn. Vợ chồng sẽ chung sống hạnh phúc đến cuối đời. 3. Gia đạo và sự nghiệp. Gia đạo đầm ấm, yên vui cả cuộc đời. Công danh gặp nhiều may mắn, thuận lợi và đỉnh cao là ở trung vận. Sự nghiệp sẽ vẹn toàn vào năm 34 tuổi, tài lộc dồi dào, có của ăn của để. 4. Xem tuổi hợp làm ăn, tuổi kết hôn vợ chồng. Tuổi hợp làm ăn, chuyện làm ăn sẽ thuận buồm xuôi gió, thu về nhiều thắng lợi, không lo bị thua lỗ thất bại khi bạn cộng tác với những tuổi hợp với mình về đường tài lộc, đó là Đinh Dậu, Canh Tý và Quý Mão. Lựa chọn vợ chồng, các tuổi hợp với bạn cả về tình duyên và tài lộc là Đinh Dậu, Canh Tý, Quý Mão, Ất Tỵ, Quý Tỵ và Giáp Ngọ. Khi nên duyên vợ chồng với những tuổi này, gia đình bạn sẽ vô cùng hạnh phúc, công việc làm ăn thì tốt đẹp, tiền tài thì dư giả. Tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng, nhưng cuộc sống chỉ ở mức bình thường khi bạn hết duyên với những người chỉ hợp về tình duyên mà không hợp về tài lộc, đó là các tuổi Bính Thân và Nhâm Dần. Còn nếu bạn kết duyên với các tuổi Mậu Tuất, Giáp Thìn và Nhâm Thìn, thì bạn sẽ phải trải qua một cuộc đời vất vả, nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng. Vì đây là những tuổi không hợp với bạn về tình duyên và tài lộc. Vào các năm xung khắc trong đường tình duyên 24, 27, 29 và 34, bạn không nên kết hôn, nếu không bạn sẽ gặp phải nhiều trắc trở trong cuộc sống và chuyện hôn nhân. Tuổi Đại Kỵ, Kỷ Hợi, Tân Sửu, Đinh Mùi, Tân Hợi, Quý Sửu, Ất Mùi và Kỷ Sửu là những tuổi đại kỵ cho tuổi Bính Thân nữ mạng. Khi kết hợp với những tuổi này, công việc làm ăn của bạn sẽ gặp thua lỗ, thất bại, chuyện tình duyên giang dở. Nếu vẫn muốn nên duyên vợ chồng với những tuổi trên thì bạn không được tổ chức linh đình mà chỉ nên làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám, sẽ có cơ may chung sống trọn đời. Còn trong chuyện làm ăn hay gia đạo thì các bạn nên thành tâm cúng sao giải hạn theo từng năm tuổi mỗi năm, hạn sẽ được giải bớt. 5. Năm khó khăn nhất.
vào các năm 21, 23, 27 và 33 tuổi, bạn sẽ phải trải qua nhiều khó khăn vất vả trong cuộc đời mình. Những ý tưởng đột phá nảy sinh thì bạn cũng không nên thực hiện vào những năm này. Vừa không thu được kết quả, lại phí hoài công sức, tiền của mà bạn đã bỏ ra. Bạn cũng cần chú ý giữ gìn sức khỏe và cẩn trọng trong mọi công việc. 6. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Ngày lẻ, tháng lẻ và giờ lẻ là thời điểm hoàng đạo cho những người tuổi Bính Thân nữ mạng xuất hành. Mọi công việc sẽ trôi chảy, không có bất cứ trở ngại nào. Thành quả thu được thì ngoài sự mong đợi. 7. Vật phẩm phong thủy hợp nhất. Vật phẩm phong thủy mang ý nghĩa thiêng liêng, có tác dụng cải thiện vận khí cho gia chủ. Tuổi Bính Thân 1956 được Phật Như Lai Đại Nhật hộ mệnh, mang mặt Phật bản mệnh theo bên mình, tựa như được Đức Phật Hiển Linh che chở, công việc cuộc sống được thuận lợi, bình an, hạnh phúc. Tuổi Bính Thân 1956 mệnh hỏa nên chọn mặt Phật làm từ đá mã não đỏ, hành hỏa là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra có thể chọn mặt Phật đá thạch anh xanh, hành mộc, bởi vì mộc sinh hỏa cũng rất tốt cho bản mệnh. 8. Diễn tiến tử vi từng năm tuổi Bính Thân 1956 nữ mạng. Xem tử vi chọn đời từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi. Vào các năm này, nhiều chuyện không vui sẽ xảy ra đến với bạn. Cần chú ý giữ gìn sức khỏe để vượt qua những khó khăn, thử thách, để tránh những âu lo phiền não có thể kéo bạn xuống vực sâu. Từ năm 26 đến năm 30 tuổi, nhiều sự hay đẹp sẽ đến với bạn vào những năm này để bù đắp cho những khó khăn mà bạn đã phải trải qua ở khoảng thời gian trước đó. Bạn cần chú ý hơn đến những phát ngôn của mình, kẻo dư họa vào thân. Đừng vì chút thắng lợi nhỏ mà kiêu căng, tự phụ sẽ phá hỏng hết những dự định mà bạn muốn gây dựng. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, vào các năm này, vận may sẽ song hành với bạn để giúp vượt qua những khó khăn trở ngại và thu về thành công rực rỡ. Hãy tự tin chiến đấu, những điều tốt đẹp đang đợi bạn ở phía sau. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, bạn có nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi trong chuyện tình cảm và cuộc sống. Tận dụng triệt để, chúng bạn sẽ đạt được đến đỉnh cao trong cuộc đời. Gia đình hạnh phúc, tiền bạc dư thừa. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, vào những năm này, mọi việc đều ổn định, không có gì bất thường xảy ra. Tài lộc ở mức vừa phải, gia đạo ấm êm. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, mọi thứ dường như lắng xuống vào thời gian này. Chỉ có sự thay đổi ít nhiều trong gia đạo. Sức khỏe của bạn vào những năm này không được tốt nên hạn chế xuất hành đi xa. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, vào khoảng thời gian này tài lộc dồi dào, chuyện tình cảm có chiều hướng đi lên, vẫn cần chú ý giữ gìn sức khỏe. 9. Khai quan tử vi chọn đời, nữ mạng Bính Thân 1956. Bính Thân mạng hỏa cung khôn, lửa ở dưới núi, cháy lan đỏ trời. Tuổi sinh xuân hạ gặp thời, giàu nghèo cũng đặng, an nơi thanh nhàn. Thu đông lỗi số chẳng an, có của chẳng hưởng số nàng cực thân. Số cô cực khổ quá tay, thuận sinh thong thả giàu sang mấy hồi. Có điều lỡ giờ duyên đầu, chồng sau mới hợp, thuận hòa lứa đôi. Số trời xuống định an bài, tài ba cho lắm chẳng qua số phần. Cuộc đời tài sắc phong danh, đến khi vận mới hoàng làm nên. Số người có của giúp thương, đắc tài hữu lộc phải ngoài 30. Tiếp theo chương trình, hãy cùng Phong Thủy Phát Tài đi tìm hiểu những câu chuyện đạo phúc cuộc đời, từ đó sửa mình, tạo thêm may mắn cho đời sau quý vị nhé. Có câu nói rằng, nghệ thuật của cuộc sống là biết cách tận hưởng từng khoảnh khắc, dù nhỏ bé nhưng trọn vẹn. Nếu quan tâm đến việc bị mắng, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu bạn có thể nở một nụ cười, bạn sẽ cảm thấy thư giãn hơn. Một người mạnh mẽ chỉ đơn giản trở thành một người bối rối đúng lúc, từ đó có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc. 1. Người già có sự bối rối sẽ luôn có thể tận hưởng cuộc sống. Một người già nếu tai không thính và ít nói thì sẽ được trọng vọng. Loại logic này có vẻ khó tin nhưng thực ra nó rất đúng. Mỗi thế hệ đều có cách sống riêng,
Người già không nên can thiệp quá nhiều, chứ đừng nói đến việc tranh cãi với thế hệ trẻ. Can thiệp ít hơn chính là sự bao dung. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử nói, Thánh nhân chi đạo, vì nhi bất tranh, nghĩa là đạo thánh nhân làm mà không tranh. Nói cách khác, việc người già giúp đỡ con cháu là đúng đắn, nhưng chỉ cần làm tốt công việc, không tranh giành tín dụng và tránh cãi vã. Sự bối rối trong ba lĩnh vực này rất hữu ích trong việc điều hành gia đình. Đầu tiên, hãy để việc học hành của cháu cho con cái. Người già chỉ chịu trách nhiệm về cuộc sống hàng ngày của cháu. Thứ hai, con cái phải hiếu thảo với người lớn tuổi, dù có quý giá đến mấy, cũng đừng kén chọn hay so sánh chúng với nhau. Thứ ba, hãy chấp nhận sự thật rằng con bạn không quá tài giỏi và đừng kỳ vọng quá nhiều. Nghĩ mà xem, họ vẫn còn trẻ và đã được xã hội trau chuốt, tương lai tự nhiên sẽ khá hơn. Nếu người già bối rối khi ở nhà sẽ không có tính nóng nảy và luôn có thể tận hưởng. Nhờ đó con cái sẽ luôn quan tâm đến nhau, không khí gia đình sẽ hòa thuận. 2. Khi bạn đi ra ngoài, bối rối có nghĩa là tử tế. Khi về già, người ta không còn việc gì để làm. Họ thường trò chuyện với mọi người trong khu dân cư hoặc đi câu cá với bạn bè. Làm thế nào chúng ta có thể hòa hợp tốt với những người bên ngoài? Mấu chốt là phải chủ động thừa nhận thất bại và học cách hòa hợp. Kỳ Hiểu Lam đã viết một truyện ngắn trong Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký. Có một người rất thích chơi cờ. Anh ta sẽ luôn tìm người để đấu với mình, nhưng phần lớn sẽ thua. Vì vậy, anh ta rất khó chịu và trách người khác không cho mình thắng. Một ngày nọ, có người chơi cờ gặp một vị thần tiên và hỏi, có cách nào để thắng không? Vị thần tiên nói, không có cách nào chắc chắn thắng, nhưng có cách chắc chắn không thua. Rất đơn giản, nếu không chơi cờ, người sẽ không thua. Người chơi cờ chợt nhận ra rằng, vì muốn chơi cờ nên anh ta sẵn sàng nhận thất bại, nếu không hãy từ bỏ sở thích này. Khi trò chuyện, đừng đặt câu hỏi, ngay cả khi bạn biết rõ điều gì đó, vẫn nên giả vờ bối rối. Điều này là để thể hiện sự tôn trọng đối phương, đặc biệt đối với những người thích khoe khoang. Nếu không vạch mặt họ, bạn có thể để họ nói tiếp, dù sao cũng sẽ không cản trở. Khi đi du lịch, đừng tranh giành vị trí với người trẻ, đừng bị chỉ trích và đừng làm loạn trên đường. Với tấm lòng rộng mở hơn, cảnh giới cuộc sống sẽ được nâng lên một tầm cao hơn. Mọi thứ ở thế giới bên ngoài sẽ trở thành một khung cảnh tuyệt vời. 3. Nếu quá tính toán, cuộc sống sẽ khó khăn. Những người giúp người già qua đường, nhưng người già lại không biết ơn. Có những tài xế lái xe quá nhanh lại khiến người già tức giận. Tôi không thấy hạnh phúc dù có lương hưu hàng tháng. Thay vào đó, tôi ghen tị với công việc cày cấy ở quê. Không có cuộc sống nào bị tàn phá, chỉ là cách sống bị đảo lộn. Mặt xấu thì phóng đại và mặt vui thì thu nhỏ lại. Có một chút bối rối là một dấu hiệu của sự khôn ngoan. Nó để lại một chút khoảng trống trong cuộc sống, giao tiếp, xã hội, gia đình và làm tăng tính linh hoạt của con người. Nếu bạn là một người già bối rối, bạn sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, chấp nhận vẻ đẹp của thế giới và rũ bỏ những rắc rối của cuộc sống. Có những chân lý mà con người dù muốn tin hay không thì vẫn luôn tồn tại. Khi nắm bắt được những quy luật trong vũ trụ thì chúng ta luôn trong tâm thái an hòa. Dưới đây là 6 quy luật bạn có thể cần biết. 1. Luật nhân quả. Luật nhân quả là một quy luật bất biến của vũ trụ, tự nhiên, công bằng, xuyên suốt từ quá khứ hiện tại cho đến tương lai. Những gì mà chúng ta làm hôm nay sẽ quyết định tương lai cuộc đời của mình. Thiện hay ác, tốt hay xấu đều do tự bản thân mỗi người lựa chọn. Người làm việc thiện sẽ gặp điều tốt, còn người làm điều xấu sẽ gặp tai họa. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. 2. Luật hấp dẫn. Muốn trở thành một người tích cực và thiện lương, hãy giao lưu với những người tích cực và những con người thiện lương để cuộc sống luôn tràn ngập những điều tốt đẹp. Giống như các cụ có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Phần đông những người thành công và hạnh phúc trong cuộc sống là được quyết định bởi chất lượng các mối quan hệ mà họ phát triển trong các hoạt động cá nhân và nghề nghiệp của mình. Nếu bạn càng quen nhiều người và nhiều người quen bạn trong mối quan hệ tích cực, bạn càng có khả năng thành công và tiến về phía trước càng nhanh. 3. Luật chấp nhận.
Tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời bạn là có lý do, đó là do nhân duyên. Duyên nghiệp của bạn từ nhiều kiếp trước, dù bạn có tin hay không, khi ta học cách chấp nhận và thay đổi chính bản thân để thích hợp với hoàn cảnh, thì hoàn cảnh cũng sẽ tự nhiên biến chuyển theo. Hãy hiểu rằng có những thứ trong cuộc sống này, ta không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận chúng. Và dù ta có mạnh mẽ và thông minh đến đâu, thì cũng sẽ không thể luôn bắt mọi thứ phải theo cách mà ta muốn. 4. Luật trách nhiệm. Mỗi người có một cuộc sống hoàn toàn khác nhau dựa trên cách sống và tâm thái của họ trong những vấn đề của cuộc sống, mà cuộc đời của họ trở nên khác nhau. Nếu bạn muốn thành công và vui vẻ, thì hãy tự chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Hãy có trách nhiệm với chính bản thân bạn. Cuộc đời, hạnh phúc của bạn đều là do bạn nắm giữ, vì vậy bạn cần phải có trách nhiệm với nó. Vì vậy đừng nên chỉ nhìn vào người khác, hãy luôn nhìn vào chính mình để sống hạnh phúc và ý nghĩa với sứ mệnh riêng của bạn. 5. Luật kết nối. Bất kể việc gì mà chúng ta thực hiện, mà chúng ta cho là vô nghĩa, nhưng chúng ta vẫn phải làm, bởi vì mọi thứ trong thế giới này đều có liên hệ tương hỗ. Bước đầu tiên hay bước cuối cùng đều quan trọng như nhau, vì chúng đều đi đến đích hoàn thành một điều gì đó có ý nghĩa trong đường đời của một con người. 6. Luật tập trung. Bạn không thể suy nghĩ hai vấn đề trong cùng một lúc. Nếu như bạn đang tìm kiếm điều gì đó quan trọng, thì đầu óc của chúng ta cũng không còn đủ chỗ cho sự giận dữ và tham lam. Vì vậy, hãy để tâm trí thanh tịnh và bình an, loại bỏ những điều tiêu cực và tâm không tốt của bản thân để chứa đựng trong tâm những điều tốt đẹp nhất. Thiền định là một phương pháp có thể giúp bạn tăng cường tập trung một cách rất đáng kể. Nó còn giúp bạn thư giãn, giảm stress. Chỉ với 20 đến 30 phút thiền mỗi ngày, chất lượng đời sống tinh thần của bạn sẽ được cải thiện. Video xin được khép lại tại đây. Hãy theo dõi chúng tôi trên các trang mạng xã hội để cập nhật tin tức và thông báo mới nhất về kênh. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng chúng tôi. Và chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.